Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017, rất đông người Việt tại khu vực trung tâm quận 7 của thành phố San Jose gần vườn Nhật ở đường Center phải di tản khẩn cấp để tránh lũ lụt. Đây là trận lụt tồi tệ nhất trong 41 năm qua tại thành phố San Jose. Lý do dẫn tới vụ lụt là sau khi một cơn bão mạnh với mưa tầm tã trong những tuần qua, cộng với nước dự trữ tại hồ Edison Lake tràn xuống chảy xuyên qua khu vực bãi. Đến 5 giờ chiều thứ ba, có khoảng 500 người được đưa đến trạm tiếp cư, phần nửa được thân nhân bạn bè đón về nhà. Trong số 250 người còn lại, phần đông là người Việt Nam. Thưa quý vị, nghị viên Nguyễn Tâm, đại diện khu vực bãi trong hội đồng thành phố San Jose, được cấp báo đến hiện trường ngay từ lúc ban đầu khi lượng nước chảy xuống ồ ạt tràn ngập khu dân cư. Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017, Vũ Nhân kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của SBTN với nghị viên Nguyễn Tâm về những diễn biến của trận lũ lụt tồi tệ này tại thành phố San Jose. Sáng nay là ngày thứ Năm, tức là sau cơn lụt đã 3 ngày nay, thì đã có nhiều tiến triển thay đổi. Việc trước hết là bắt đầu nước đã rút từ hôm kia là ngang tầm xe, tối hôm qua là xuống đầu gối, và hôm nay có thể nói là coi như gần hết. Cái việc quan trọng là thành phố đã đưa những cái máy hút để tới hút nước và hút bùn ra khỏi, và họ dùng, họ xịt vòi nước sạch. Lý do cái bùn này đã pha lẫn với những chất dơ khác và chất và vệ sinh trong nhà thành ra nguy hiểm. Do đó thành phố sẽ đi toàn bộ khu này để rửa sạch, đó là điều quan trọng thứ nhất. Thứ hai là thành phố đã ra thông tin bằng tiếng Mỹ, thì nay đã có tiếng Việt và tiếng Mỹ trên website, và nhân viên của chúng tôi đang soạn những tài liệu để ngày mai sẽ đi phát cho tất cả cư dân thông tin mới nhất về những cái diễn tiến của giúp đỡ. Đặc biệt sáng thứ bảy 7 giờ sáng, chúng tôi kêu gọi một số thanh niên nào khỏe cùng với chúng tôi có mặt tại đây, thì vì bắt đầu sẽ đưa những cái dumpster bin tới để hỗn rác cho đồng bào. Tôi biết là các khu tạm cư sau Chủ nhật người ta sẽ dọn đi. Thành phố sẽ thông báo biết chỗ nào để giúp cho cư dân, người vì tị nạn khoảng 250 người có chỗ ở. Tôi đã gửi thơ yêu cầu tất cả các chủ nhà làm ơn giảm tiền nhà hay miễn tiền nhà cho người dân trong 3 tháng, có là tạm thời. Ngoài ra, thành phố và các chính quyền các cấp sẽ vận động hỗ trợ của chính phủ để làm sao giúp cho người dân có trang trải được việc sửa nhà, sửa chữa dọn dẹp, đặc biệt là sửa xe để có chỗ người ta đi lại trong vài ngày tới. Tóm lại, tình hình đã diễn biến rất là nhanh. Tuy trong mấy ngày qua tương đối là hơi lộn xộn, nhưng nay cái việc mà xúc tiến như sáng nay tôi thúc đẩy đó đã có hiệu quả. Tôi ước mong đồng bào kiên nhẫn chờ đợi vài ngày nữa sẽ được trở về an toàn đến gia đình, và bắt đầu nhận sự giúp đỡ của thành phố trong nhiều thông tin. Số điện thoại của tôi cấp cứu trực tiếp đánh tắt cho tôi nếu cần là 408-876-8766. Tôi sẽ trả lời quý vị ngay khi cần thiết. Một lần nữa xin thông tin, trong vài ngày tới sẽ có nhiều thông tin phổ biến để cho quý vị biết rõ những cái sự giúp đỡ cụ thể đối với những người tị nạn bão lụt trong cái vùng Rock Springs này. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, tiểu bang California.